Lễ tưởng niệm nữ diễn viên Chiếc Lá Bay, quản lý đáng nghi chính thức xin lỗi, mẹ bạn trai cũ thả hoa tiễn biệt trên sông Tangmo tử nạn. Lễ tưởng niệm nữ diễn viên Chiếc Lá Bay quá cố Tangmo Nida được tổ chức bắt đầu từ hôm nay và kéo dài 3 ngày trước tang lễ vào ngày 14 tháng 3. Chiều ngày 11 tháng 3, lễ tưởng niệm Tangmo Nida, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay đã được tổ chức tại nhà thờ Lipiti, Trung Bangkok. Tròn 2 tuần xảy ra vụ tai nạn thương tâm cùng vô vàn diễn biến căng thẳng, lễ tưởng niệm ngày hôm nay quy tụ rất đông phóng viên, người hâm mộ tới tham dự. Không dừng lại ở đó, sự hiện diện của bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là những nhân vật có liên quan tới vụ việc thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng. Coratis, người quản lý đáng ngờ trong vụ Tangmo tử nạn, là một trong những nhân vật tới lễ tưởng niệm sớm nhất. Trên tay cầm bó hoa, Coratis tỏ ý né tránh phóng viên. Đáng chú ý, cô gửi lời xin lỗi tới nữ diễn viên Chiếc Lá Bay. Xin lỗi vì mình đã không chăm sóc bạn chu đáo. Không chỉ vậy, trên tấm thiệp Coratis viết tay có dòng chữ viết: Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những giọt nước mắt và nụ cười. Hơn cả bạn bè, tôi coi bạn là gia đình. Bạn luôn ở trong trái tim tôi. Boteka, một người bạn chung của Coratis và Tangmo tiết lộ những kỷ vật của buổi tưởng niệm, đó chính là một cuốn sách mang tựa đề With Love. Trong đó có một bài thơ, bài tỏ sự đau buồn kèm một bài báo của mục sư Thông cha Prajut Chananarat viết: Sự thông minh, hài hước của Tangmo đã gây ấn tượng với tôi. Một nhân vật gây chú ý trong buổi tưởng niệm Tangmo Nida chính là bà Wanakon Chati Kavani, mẹ của nam diễn viên Thambomsakon Mahapalaya. Thang chính là người yêu cũ của Tangmo Nida, sau khi chia tay cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Sáng ngày hôm nay, bà đã cùng gia đình đi thuyền đến sông Châu Praya, thả hoa và nói lời tiễn biệt tới nữ diễn viên. Mong rằng vầng trăng sẽ luôn che chở cho cô ấy. Bạn bè, người thân của Tangmo Nida đều có những cách riêng để bày tỏ lòng thương xót đến với diễn viên. Tối ngày hôm qua, ngày 10 tháng 3, dàn diễn viên bộ phim Benja Kentarat năm 2013 đã có một buổi gặp thân mật và chụp hình chung với tấm ảnh của Tangmo, bày tỏ sự nuối tiếc vì người đồng nghiệp thân thiết ra đi quá đỗi đột ngột.